Xin chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay trên tay Dung Audi đang cầm một vật mà có lẽ rằng các bạn nhiều người sẽ nhìn cái này sẽ không hiểu nó là cái gì. Thì đây là một chiếc chìa khóa ô tô. Một chiếc chìa khóa ô tô mà trông như một tấm cạc các bạn nhé. Nó giống như một tấm cạc luôn. Chìa khóa của hãng Renault. Logo của hãng Renault. Và đây là chìa khóa của nó. Đây, trước mắt quý vị và các bạn là một chiếc Renault. Một chiếc xe được liên doanh giữa hãng Renault của Pháp và công ty Samsung của Nhật Bản để sản xuất và ra đời một loại xe sedan 5 chỗ ngồi. Chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc năm 2010 và đăng ký lần đầu năm 2012. Dạ vâng, chào anh ạ. Và tên chính thức của nó là Renault Fluencer và Fluencer cũng được, mà đọc là Fluencer cũng được. Đây ạ, Renault Fluencer. Sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010. Đăng ký lần đầu năm 2012. Một chiếc xe được kết hợp giữa Đông và Tây. À, một chiếc xe được kết hợp giữa phong cách của châu Âu và châu Á. Đông Tây kết hợp châu Âu và châu Á cho ra đời chiếc xe này. Đây là hãng Renault. Và tên của nó đây ạ, Fluencer. Một chiếc xe được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Và cơ lốp của nó là 205/60R16. Cảm biến lùi. Hệ thống cảm biến lùi đây. Xinh nhan trên gương. Một chiếc xe không quá rườm rà, cũng không quá đặc sắc về mặt thiết kế. Không rườm rà, không đặc sắc về mặt thiết kế nhưng mà lại rất hài hòa. Quý vị cứ nhìn thấy ạ, khá là hài hòa. Về mặt form dáng thì trông rất là hài hòa thôi. Còn xe được trang bị chìa khóa thông minh và có cảm biến đây các bạn nhé, chìa khóa thông minh. Xe cũng được trang bị gương kính chỉnh điện, cục điện. Rồi là ghế chỉnh điện. Đây ạ, ghế chỉnh điện đây nhé. Rồi là sấy ghế. Đây ạ, các chức năng hỗ trợ dừng đỗ này. Rồi là chống trơn này. Xe được trang bị đè ấn nổ sát tốp này. Điều hòa tự động. Hệ thống điều hòa tự động. Xe được trang bị 4 túi khí, một túi khí trên vô lăng, một túi khí ở trước ghế phụ và hai túi khí ở hai bên cột B. Mỗi cột B là một túi khí nữa quý vị nhé. Đây. Xe thì ghế da màu đen. Ghế da màu đen, táp ly, táp lô màu đen. Trần nỉ. Và bây giờ mình sẽ khám phá thêm. Một chiếc xe như thế này có giá tiền là 365 triệu. Số tự động. Động cơ 2.0. Động cơ 2.0 số tự động. 365 triệu đồng quý vị nhé. Đây ạ, nội thất của xe đây. Hai bên đều có sấy ghế.
ghế phụ và ghế lái đều có sấy ghế các bạn nhé. Xe được mang động cơ 2.0 số tự động. 2.0 số tự động này, 4 túi khí này, gương kính chỉnh điện, cục điện này, rồi là sấy ghế, điều hòa tự động. Còn bây giờ có lẽ là các bạn hai vùng điều hòa, xe được trang bị hai vùng vòi điều hòa và xe được trang bị hai loa Bose. Các bạn nhìn thấy hệ thống loa của chiếc xe này thì nói thật với các bạn là đừng nói chuyện về loa, bởi vì loa này, đây loa bass này các bạn này, Super Bass nằm ở hàng ghế ở đằng sau, rồi là tất cả các cửa đều là hệ thống loa Bose. Loa thì chắc chắn rằng cái xe này thì loa nó cực hay luôn. Còn bây giờ chúng ta đi về mặt kỹ thuật của xe thì các bạn nhìn thấy ạ, mang phong cách châu Âu thì là xe là có gấp mép. Đây các bạn đã đinh tán này, rồi đây là phần chỉ này, phần tai. Đây ở đây là phần chỉ cánh sau, bên phụ, phần tai đây. Còn đây là phần cốp của xe. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy phần đinh tán ở hai bên máng nước này, đinh tán này, cũng như là chỉ của cốp đây. Phần chỉ của cốp đây. Quá là ok đúng không ạ? Chỉ cốp. Về phần cốp thì rộng rãi nhé quý vị nhé. Cốp thì rộng, rất là rộng luôn. Chúng ta sẽ xem là dưới này nó có cái gì. Đây ạ. Đây là khoang lốp dự phòng. Các bạn nhìn thấy phần tôn, quá đẹp luôn. Rồi là phần ủ đồ. Đây, ủ đồ sửa chữa đây, còn mới nguyên. Lốp sơ cua chưa hạ, các bạn có thể nhìn thấy lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ đúng không ạ, còn nguyên vết sơn. Lốp sơ cua mới tinh chưa hạ, các bạn đã đủ hiểu rằng cái xe nó đẹp cỡ nào rồi. 2010 đăng ký lần đầu 2012, lốp sơ cua chưa hạ. Tiếp đến là phần chỉ cánh sau bên lái đây ạ, phần chỉ cánh sau bên lái đây. Quá đẹp. Đinh tán này, tai gỡ bản lề. Còn đây là phần chỉ cánh lái. Đây, chỉ cánh lái đây ạ. Đây, chỉ cánh lái đây. Phần tai này, phần bản lề này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần khoang động cơ. Phần đầu những khoang động cơ của chiếc xe này. Thì đầu tiên quý vị có thể khi mà mở cabo lên, quý vị nhìn thấy ốc cabo tất cả còn nguyên zin chưa mở. Đây, ốc cabo còn nguyên zin chưa mở. Còn đây là phần chỉ của cabo, các bạn nhìn thấy chỉ của cabo đây. Đây là phần chỉ của cabo còn nguyên zin hết. Chỉ cabo. Tiếp đến là phần tai. Tai hai bên. Rồi là phần giảm sóc. Keo của nhà máy đây, tất cả còn nguyên vết thời gian. Đây keo đây. Đây các bạn. Keo đây còn nguyên vết một bản thời gian. Xe còn nguyên vết bụi bẩn của thời gian.
động cơ thì sạch sẽ, chỉ có vết bụi của thời gian thôi các bạn nhé. Đây là hãng gì nào, động cơ của hãng gì nào, và xe thì chỉ có vết bụi của thời gian, không có gì khác ngoài vết bụi của thời gian. Hiện nay đang được bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương. Một chiếc Renault Fluxer sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010, đăng ký lần đầu 2012. Số tự động, động cơ 2.0, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, hệ thống cảm biến lùi, hỗ trợ dừng đỗ, gương kính chỉnh điện, cục điện, ghế chỉnh điện, cân bằng điện tử, đề ấn nổ sát tốp, điều hòa hai vùng tự động độc lập, 4 túi khí. Xe mới nguyên zin và lốp sơ cua chưa hạ. Hiện nay đang được bán với giá tiền 365 triệu đồng tại chợ ô tô số 1 Hải Dương. Địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Zalo 0855 966 966. Dũng Audi sẽ tư vấn cho bà con cụ thể hơn. Cũng như là các bạn cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Hãy bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và nhận được tin nhắn thông báo mỗi lần Dũng Audi up video. Mỗi lần có video clip mới hoặc là có mỗi lần Dũng Audi live stream báo giá, tương tác trò chuyện với bà con thì quý vị đều nhận được tin nhắn thông báo bằng cách bấm vào đăng ký kênh quý vị nhé. Dũng Audi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video clip tiếp theo. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.